bố phụ vương quan tố tôn thần quan lớn thái tử đệ tam phương vi diện mạo long nhàn giác thừa hằng tấu đôi thiên đường thủy phủ chân nam ninh quy củ bốn phương quy gia chấp chính kỳ cương cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời chôn long lòng dài cầm quyền thầy chúa
được ma thần ba thước tây ngang dọc dọc đài dậy trời tây chi lâm biển dọc ngang đến lại lại
là nơi đi về. Trải giang khơi con lớn lên nề ngàn xuống biển ấy lạnh giang từ quý điện danh là đền thờ quan tam tiêu kiểu ngài và long môn hổ bản thạch thành bàn con đi hóa tức thì long lâu điện các dừng nước về thủy quốc một khi truyền quân lấy ngọc liễu ly đùng 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 dâng nước tức thì ai ra quá đại giang sông thao sông cả trở ra về đóng ngã ba tranh sướng ca đàn hát tập thành thơ ngâm phú lục đồng đàn tranh chơi bờ tan tiệc rồi về chơi thủy phù dòng cân đài y mũ quỳ tâu năm ba đồng tử theo hầu vào cung vương phụ gia chầu mẫu vương có phen lại phí phương biến hoa vô nghệ an thượng hạ đại giang thuyền dòng treo quế buồm loan khi chơi sông hát khi sang sông tam cờ dạo đàn thơ tản viên tam bao thuyền chơi quân nhị đạo phong chi kêu cờ phật châm rong bè sau thuyền trước dù dòng linh đinh chống cầm canh chiêng vang anh ỏi lốt lốt thanh hoàng chim nổi dữ man triều đình văn võ bách bách quan sai lên đón rước vương quan về châu ngự giả lâu ngự giả lâu phan đòi yến sư sai lên cứu trợ nhân ra một cái hoàng tử đệ tam cứu sinh cũng lắm đồ oan cũng nhiều dây quan mã về triều thống đế đội nốt vàng tựa thể ngư long